Hồi xưa là chỉ là có một người mẹ cô đó. Cái này là có biên tô. Cô này là một người mồ côi. Đây là đây cô là cô Tiểu Hương ở đây. Là hồi xưa là một người mồ côi cũng được người ta bảo vệ lần cha đi nuôi. Và cái cô là sau lại là cô này đó. Là sau là cái cô là à, cô có tu nữa giờ có ngồi thiền nữa ha, cô có tu ngồi thiền đó, cô già cô ngồi thiền, cô cũng ăn chay, dạ, cô ăn chay là hơn rồi đó, cũng là bây giờ là cô bệnh ăn kiêng. Thầy đó có cái thơ cô gửi cho cô. Mẹ của tất cả em bé trẻ ha. Muốn đứa con phải mang thai 9 tháng. Ôi trời, đứa 9 tháng là yêu nhau. Nếu sang hơn được đứa trẻ mà muốn yêu như vậy là vào đây phải trong thời gian để chăm sóc đứa trẻ và rồi sau rồi hai người đó phải yêu hợp nhau đúng không, rồi thương nhau rồi mình mới cảm nhận được cái người này chăm được đứa trẻ này, còn đi đi nữa bây giờ với nhau lắm đó. Rồi 9 giờ 6 10 cái là được 9 cục hơn mà có đúng một hai con đòi đấy là 9 giờ 6 đó mà vậy đó mà con làm con phát triển cái gì mà ai mà mình đảm bảo đeo con ngón tay được không mới lấy mà đeo không khô ngón tay mà cái bàn nó cũng là già cũng chịu bắt đầu mình 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 quần áo tại bệnh viện, giày dép tại bệnh viện,
Dạ không, tại là vợ có một người ngoài về với chùa này.